bước sang thời gian bù giờ. Pha ra 4-2, rất thuận lợi nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Một con Bekaputra 5-2, chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Lợi thế hơn người đã được cầu thủ áo đỏ phát huy tối đa. Kể cả chưa có bàn thắng thứ năm vừa rồi thì tấm huy chương vàng cũng khó có thể thoát khỏi cầu thủ Indonesia, khi mà trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt 2 bàn thêm một lần nữa, và bây giờ cách biệt là 3 bàn rồi. Nhưng giọt nước mắt quá hạnh phúc của Bekaputra. Vừa vào sân chỉ ít phút thôi, Bekaputra đã ghi tên mình.